Hello, mình xin chào tất cả các bạn ha. Hôm nay chủ nhật, một buổi sáng trời rất là đẹp, trời nắng ráo, có điều là hơi lạnh một xíu nha mọi người. Bây giờ cũng đã 10 giờ hơn rồi, mặt trời nó lên cao lắm rồi. Mình quay cho các bạn xem nè, mặt trời ở đằng sau đỉnh đầu của mình á. Nhưng mà thời tiết thì ở mùa này rất là lạnh. Hiện tại thì đang là 13 độ vào lúc 10 giờ sáng ha. Thì đây cũng là một cái điểm khá là thú vị của chỗ mình đang sống nha mọi người. Đó là thời tiết những ngày nào mà trời nắng như thế này nè, trời trong xanh, nắng ráo rất là đẹp thì nhiệt độ nó lại thấp nha mọi người. Còn những ngày nào mà trời mù, trời âm u, trời mưa thì nhiệt độ nó lại cao hơn một xíu. Nó không có lạnh, nó không có lạnh nhiều như những ngày trời nắng như thế này. Đó, thì kiểu thời tiết ở bên này nó kiểu như là nó chậm một nhịp á mọi người. Kiểu ngày nào mà trời mưa thì không cảm thấy lạnh nha, không có lạnh lắm. Nhưng mà sau 1 đến 2 ngày hôm sau á, 1 đến 2 ngày hôm sau trời mưa á, thì trời nó nắng trở lại và bắt đầu rất là lạnh. Ví dụ như ngày hôm nay nè, mấy hôm trước thì trời nó mưa á, thì không có lạnh lắm. Nhưng mà đến hôm nay trời nắng ráo trở lại thì thời tiết khá là lạnh, đặc biệt là vào sáng sớm và chiều tối. Hôm nay là thời tiết như thế này là cũng đã đỡ rồi này mọi người. Chứ hôm qua trời còn nắng ráo, xong rồi sáng dậy thì tầm 7-8 độ C, chiều tối lại mà lúc bắt đầu 6-7 giờ tối á, là nó cũng giảm từ 10 độ, 9 độ. Xong rồi tới đêm khuya một xíu, 10-11 giờ buổi tối á, thì nó cũng giảm xuống còn 7-8 độ vậy đó. Nên là thời tiết bên này cũng khá là thú vị nha mọi người. Bây giờ mình đi dạo một xíu, tại vì hôm nay chủ nhật mình được nghỉ ở nhà. Hồi sáng giờ thì ở nhà, sau khi mà giặt đồ xong, ăn sáng này kia, thì bây giờ mình cũng có thời gian rảnh một xíu thì mình đi ra ngoài mình đi dạo, hít thở không khí trong lành ở bên này một xíu. Với lại phơi nắng cho nó ấm, chứ những mấy ngày vừa rồi đó, trời nó lạnh. Với lại đi làm thì giờ sáng ngủ dậy thì mình ra mình tập thể dục qua tay qua chân một xíu, khoảng đâu đó 15-20 phút thì mình đi làm. Thì thời gian đi làm chủ yếu là ở trong phòng nên là cũng không có gọi là ra ngoài tiếp xúc, hít thở không khí ở bên ngoài cho nhiều cho lắm. Nên là hôm nay được nghỉ, rồi buổi sáng này mình sẽ đi bộ một xíu, phơi nắng, là quay video này nói chuyện với các bạn một xíu cho vui ha. Rồi sẵn tiện trong video này mình cũng chia sẻ một cái điểm thú vị nữa là giao thông bên Úc á, có một điều rất là đặc biệt, đó là qua bên này rồi á, rất là hiếm khi các bạn nghe tiếng còi xe ha, tiếng còi xe máy hay là tiếng còi của xe hơi hay là tiếng còi của xe tải, rất là hiếm khi các bạn nghe tiếng còi luôn ha. Không có giống như ở Việt Nam mình, mỗi nơi nó có một cái nét riêng. Ở Việt Nam mình thì tiếng còi xe kiểu khá là inh ỏi ấy, nhưng mà bên này thì nó ngược lại. Nếu như mà bạn mà nghe tiếng còi xe máy, xe con hay là xe tải thì chắc là đang có chuyện gì đó xảy ra rồi. Người tham gia giao thông có thể là họ bực mình hoặc là có vấn đề gì đó mà họ bức xúc thì họ mới bấm còi thôi nha mọi người. Chứ còn bình thường là rất là ít khi mà bên này người ta bấm còi lắm các bạn. Ở đằng sau mình có thanh niên đang cắt cỏ trong sân nhà này, nên là nó sẽ có tiếng hơi ồn một xíu nha.
Rồi, đó là một cái điểm thú vị nữa. Hello. Và nói về giao thông thì còn một điểm nữa đó là khi mà mọi người ngồi trên xe con á, mọi người ngồi lên xe con mà di chuyển đi làm đi chơi, nói chung là ngồi lên xe thì phải nhớ thắt dây an toàn cho mọi người, tại vì không thắt dây an toàn là công cảnh sát ở bên này họ phát hiện một phát là coi như là mình phải đóng tiền phạt cũng như là bị trừ điểm này kia. Cái này thì cái vụ trừ điểm thì mình chưa có rành lắm, thì mình nghe mấy chị mình kể lại là mình có một người ta cho mình một cái số điểm mà nếu mà mình vi phạm luật giao thông thì tất nhiên là tiền phạt mình phải đóng rồi, và mình còn bị trừ cái số điểm trong cái gọi là mình có được một cái số điểm cố định, khoảng ví dụ như mình không biết là bao nhiêu điểm nha, ví dụ 20 điểm đó, thì mỗi lần mà mình vi phạm mà mình bị cảnh sát giao thông bắt lại, bị phạt đóng tiền, xong rồi mình tùy mức độ nặng nhẹ như thế nào đó mình sẽ bị trừ điểm, trừ 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm gì đó. Khi nào mà mình bị trừ hết cái số điểm trong cái thang điểm kia thì mình sẽ không có được phép lái xe nữa, cho đến khi nào mà mình đến cái thời hạn mình được hoàn lại á, thì mình mới được tiếp tục lái xe ha. Nên là giao thông bên này khá là khắt khe trong việc đó, đặc biệt là khi mà lên xe thì phải thắt dây an toàn. Ở Việt Nam mình thì nhiều khi mình lên xe mình quên, hoặc là mình cũng kiểu không có cần thiết thắt dây an toàn á, mọi người không có để ý á. Nhưng mà bên này mỗi khi mà bước lên xe, ngồi lên xe, xe bắt đầu chạy là nhất thiết là phải thắt dây an toàn. Mình thấy cũng khá là hay và nó tạo thành một cái thói quen cho mình đó. Ngoài ra thì giao thông ở bên này nó cũng rất là nhiều cái thú vị, và nó khác biệt ở với giao thông ở Việt Nam mình nữa nha mọi người. Nên là mình sẽ chia sẻ tiếp ở những cái video tiếp theo ha.